Độc Cô Cầu Bại là nhân vật đầu tiên phải kể đến khi nhắc tới những đại cao thủ trong truyện của Kim Dung. Nhân vật này lần đầu tiên xuất hiện trong truyện Thần Điêu Đại Hiệp. Ông được Kim Dung mô tả là một cao thủ số 1 trong giới võ lâm, chưa bao giờ nếm mùi thất bại. Môn võ công tối cao nhất của ông là Độc Cô Cửu Kiếm do chính ông sáng tạo ra. Môn võ này có 9 nguyên lý mà từ đó có thể phá giải được tất cả các loại võ công, ám khí và các binh khí khác trong thiên hạ. Ước mơ ban đầu của ông là mong muốn có được một lần thất bại nhưng chưa bao giờ điều này trở thành hiện thực. Vì thế tên của ông có chữ cầu bại. Sau này ước mơ của ông giản dị hơn, đó là khi giao đấu được một lần thu chiêu về phòng thủ. Vì võ công mà ông sáng tạo ra là chuyên tấn công vào các điểm sơ hở của đối phương. Vì thế ông chưa bao giờ phải phòng thủ mà các chiêu thức của ông cũng chỉ toàn là tấn công. Song trong suốt cả cuộc đời, ước mơ giản dị hơn này của ông cũng chưa bao giờ từng được thực hiện. Cuộc đời của ông phải sống trong cô độc trên đỉnh núi cao của võ học, vì thế tên của ông có một chữ là Độc Cô. Nguyên lý võ học tối cao của ông chính là lấy vô chiêu thắng hữu chiêu. Trong những năm đỉnh cao nhất của võ học đời mình, Độc Cô Cầu Bại tuy là một kiếm gia, nhưng không cần sử dụng kiếm cũng vẫn phát huy được chỗ tinh tế và sự lợi hại nhất của Độc Cô Cửu Kiếm. Sau này các truyền nhân của ông là Dương Quá, Phong Thanh Dương và Lệnh Hồ Dung đều là những đệ nhất cao thủ kiếm pháp vô địch thiên hạ. Trương Tam Phong tên thật là Trương Quân Bảo, lần đầu xuất hiện cũng chính là trong truyện Thần Điêu Đại Hiệp. Ông được sư phụ của mình là Giác Viễn Đại Sư truyền cho 5-6 thành của môn Cửu Dương Thần Công. Từ đó cộng thêm với trí tuệ vô song của mình, ông đã lập nên phái võ đang lưu danh muôn thuở. Trong truyện Ỷ Thiên Đổ Long Ký, Kim Dung mô tả còn kỹ hơn về nhân vật này. Khi ấy Trương Tam Phong đã trăm tuổi, nội công đã tu tập đến mức lô hỏa thần thanh, võ công đã đứng đầu thiên hạ. Các đệ tử của ông là Võ Đàng Thất Hiệp, cũng là những cao thủ số 1 thiên hạ, võ công ngang ngửa với các thần tăng của Thiếu Lâm Tự. Cả võ lâm nghe đến Trương Tam Phong đều phải kính trọng và nể sợ. Có một lần ông lên núi Thiếu Lâm để xin bộ Cửu Dương Thần Công nhằm cứu Trương Vô Kỵ. Các nhà sư Thiếu Lâm lại tưởng ông đến tỷ võ nên trong lòng lo sợ, phải mang cả 3.000 tăng chúng Thiếu Lâm Tự ra để dọa ông. Trong những năm cuối đời của mình, ông còn sáng tạo ra bộ môn Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm Pháp vô địch thiên hạ. Nguyên lý của hai môn võ này là hoàn toàn tương phản với võ học đương thời lúc ấy là lấy tĩnh chế động, lấy nhu khắc cương, dùng 4 lạng bạt ngàn cân, thái cực xoay vòng nhằm cắt đứt cái gốc của đối thủ. Tất cả các đại cao thủ hàng đầu như Trương Vô Kỵ, Dương Tiêu, Phạm Sao, Âm Thiên Chính đều phải gật đầu bái phục bởi hai môn võ công thượng thừa nói trên của võ học. Chính Kim Dung từng khẳng định rằng Trương Tam Phong là một trong những nhân vật ngàn năm trước, không ai hơn và ngàn năm sau cũng chẳng có ai sánh bằng. Cha người hiện đang mang trọng bệnh. Đại vô danh thần tăng, vị thần tăng này xuất hiện trong truyện Thiên Long Bát Bộ. Ông chính là vị sư Thiếu Lâm duy nhất trong truyện của Kim Dung đã tập luyện được 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự. Trong cuộc quyết đấu giữa cha con Tiêu Phong với nhà Mộ Dung Phục và Cư Ma Chí, ông đã bị cảm động bởi tấm lòng nhân hậu và quảng bá của Tiêu Phong nên đã ra mặt để giải hóa hận thù giữa nhà họ Tiêu và nhà họ Mộ Dung. Võ công của ông đã tu luyện đến mức đăng phong tháo cực.
ngay cả những cao thủ số 1 thiên hạ bấy giờ là Tiêu Phong, Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác đều tự nhận mình còn kém xa ông. Ông dùng một tay vẫn có thể hóa giải được những đòn mang cả 12 thành công lực của Mộ Dung Phục. Khi Mộ Dung Phục và Kiều Phong giao đấu, Vô Danh Thần Tăng đã đứng giữa mà vẫn đỡ được cả hai trưởng mang toàn bộ công lực của hai người. Đến khi chuẩn bị chữa trị nội thương cho Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác, mặc dù đang mang trọng thương, hai tay xách hai người nhưng ông vẫn chạy quanh Kiều Phong và Mộ Dung Phục. Cũng chỉ cần có một cái phẩy tay, ông đã đẩy lui được tất cả đại cao thủ của nước Thổ Phồn và Cư Mật Chí. A-di-đà Phật, cửa Phật từ bi, nhị vị thí chủ chớ nên manh động. A-di-đà Phật. Tiêu Phong quả là một kẻ thất phu lỗ mãng, xin thần tăng xá tội cho. Được rồi, lão tăng thực là kính phục Tiêu thí chủ. Nay Tiêu Phong quả không hổ danh anh hùng trong thiên hạ đó. Vương Trùng Dương là nhân vật đầu tiên xuất hiện trong bộ Anh Hùng Xạ Điêu trong lần luyện Hoa Sơn lần thứ nhất. Vương Trùng Dương chính là người có võ công cao nhất, đứng đầu võ lâm ngũ bá với hiệu Trung Thần Thông. Cả bốn người Bắc Cái Hồng Thất Công, Nam Đế Đoạn Chí Hưng, Tây Độc Âu Dương Phong và Đông Tà Hoàng Dược Sư, mặc dù có võ công đều đạt đến mức độ Lô Hỏa Thần Thanh, nhưng cũng vẫn phải cúi đầu nhận thua trước Vương Trùng Dương. Vương Trùng Dương chính là người sáng lập ra phái Toàn Chân và sáng tạo nên bộ môn chính tông đứng đầu thiên hạ. Sư đệ của ông là Chu Bá Thông học được võ công của ông nên cũng trở thành cao thủ hạng nhất võ lâm. Vương Trùng Dương còn sáng tạo ra trận pháp Bắt Đầu Thất Tinh. Các đồ đệ của ông mặc dù võ công kém cỏi, nhưng khi sử dụng trận pháp này lúc giao đấu với Âu Dương Phong, Hoàng Dược Sư thậm chí còn chiếm được thế thượng phong. Đến những năm cuối đời, ông còn tiên đoán được sau khi ông chết thì Âu Dương Phong sẽ đến Toàn Chân Giáo để cướp Cửu Âm Chân Kinh. Vì thế ông đã giả chết để chờ Âu Dương Phong đến, và chỉ bằng một chiêu Tiên Thiên Công, ông đã đánh bại Tây Độc Âu Dương Phong, phế bỏ môn võ công Hàm Mô Công của hắn, mà phải 20 năm sau Âu Dương Phong mới khôi phục lại được. Đông Phương Bất Bại là nhân vật phản diện duy nhất không thể không nhắc đến trong ngũ đại cao thủ trong truyện của Kim Dung. Nhân vật này đã xuất hiện trong truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Chỉ cần nghe đến bốn chữ Đông Phương Bất Bại thì tất cả võ lâm chính phái và tà phái đều cảm thấy run sợ và kính nể. Bởi thế một mình Đông Phương Bất Bại lãnh đạo Nhật Nguyệt Thần Giáo nhưng vẫn trở thành đối trọng của cả võ lâm Trung Nguyên. Ngay cả các đại cao thủ như Nhậm Ngã Hành, giáo chủ đời trước của Nhật Nguyệt Thần Giáo, Phương Chứng Đại Sư, phương trưởng của Thiếu Lâm Tự, giáo chủ phái Võ Đang là Sung Hư Đạo Trưởng và Tả Lãnh Thiền, giáo chủ phái Tùng Sơn đều thừa nhận Đông Phương Bất Bại là cao thủ số 1 trong thiên hạ. Môn võ công mà Đông Phương Bất Bại tu luyện chính là Quỳ Hoa Bảo Điển. Trong cuộc giao đấu cuối cùng của cuộc đời mình, Đông Phương Bất Bại một mình đấu với cả bốn đại cao thủ là Lệnh Hồ Sung, Nhậm Ngã Hành, Nhậm Dung Doanh và Hứa Vân Thiên, nhưng hắn vẫn chiếm được vị thế thượng phong. Và cả bốn người đều phải cúi đầu thừa nhận là không đánh thắng được một Đông Phương Bất Bại. Lệnh Hồ Sung khi ấy đã tu luyện được môn kiếm pháp vô địch thiên hạ là Độc Cô Cửu Kiếm, chỉ có thể nhìn thấy tất cả những sơ hở của Đông Phương Bất Bại, nhưng vì thân pháp của hắn quá nhanh nên tất cả những chiêu thức tấn công của chàng đều không trúng đích. Đông Phương Bất Bại chỉ vì một lý do duy nhất là trong lòng hắn có tâm ma và vì tà không thể thắng được chính.